Ngân hàng Trung ương châu ECB vừa thông báo cắt giảm lãi suất huy động và kéo dài thời gian thực hiện chương trình nới lỏng định lượng nhằm đẩy mạnh nỗ lực phục hồi kinh tế châu Âu. Sau cuộc họp hội đồng vào thứ Năm, ông Mario Draghi, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB thông báo sẽ kéo dài việc thực hiện chương trình nới lỏng định lượng hay còn gọi là chương trình mua tài sản hàng tháng. ECB sẽ đẩy mạnh việc mua lại nợ bằng đồng euro của các ngân hàng trong khu vực và địa phương. Mặc dù vậy, ECB sẽ không tăng thêm tiền cho chương trình mua lại tài sản. Bởi vì, theo ông Draghi, việc tái cấp vốn và kéo dài gói nới lỏng định lượng là đủ trong thời điểm hiện tại. Chương trình nới lỏng định lượng của ECB sẽ được tiếp tục cho đến cuối tháng 3 năm 2017 và thậm chí có thể sẽ được gia hạn thêm nếu cần thiết. Trước đó, ECB đã tiến hành cắt giảm lãi suất huy động từ âm 0,2% xuống đến âm 0,3% nhằm khuyến khích các hoạt động cho vay ở các ngân hàng thương mại. Các động thái trên của ECB đều nhằm vực dậy kinh tế châu Âu cũng như điều chỉnh để giữ mức lạm phát ở ngưỡng dưới 2%. Ông Draghi cũng kêu gọi các nước EU phải nỗ lực phát triển kinh tế bởi những mối đe dọa cho kinh tế châu Âu hiện vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng và nếu cần thiết, ECB sẽ tiếp tục dùng đến những biện pháp cải cách khác.